Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ sáu Phát Đại Thề Nguyện Phát Thề Nguyện rộng lớn Tập 172 Hòa Thượng Tình Không Chủ Giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 26 tháng 1 năm 2015 Dịch dạ, nhiều hiệp, dạo chánh, thích thiền trang. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học. Mời an Mời an tòa. Mời an tòa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo A xà lê tùng niệm Ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật Đại chí mạng tục Quy y Phật đà Lượng túc trung tục Quy y đạt ma Ly dục trung tục Quy y tăng già Chư chúng trung tục a xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nại chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng giả Chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang bốn trăm bốn mươi tám hàng thứ nhất Thêm nữa Thân thông của Bồ Tát và Nhị Thừa Có nhiều điều khác biệt Tiếp theo, Ngài nêu ra cho chúng ta chính điều Sách chân dạy Căn cứ những điều được nói trong Đại Thừa Nghĩa Chương Nói chính điều Đều có thần thông Nhưng thần thông lớn nhỏ không như nhau Chúng ta xem Trong Đại Thừa Nghĩa Dương nói Thứ nhất đồng hẹp bất động Như Trong Kinh Địa Trị có nói Thanh Văn Nhị Thiên Quốc Độ làm cảnh giới thông đạt tam thiên đại thiên thế giới các ngài có thể đạt đến nhị thiên là la hán bích chi phật có thể đạt đến tam thiên tức là các ngài có thể đạt đến khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng này. Trong kinh này thì lấy ước là do tha trăm ngàn cõi Phật làm cảnh giới thông đạt có thể thấy được sự khác biệt rất lớn. Thân thông ở đây chính là sự biến hóa của thân thể. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký của người Trung Hoa chúng ta đã nói Tô Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Nếu so sánh 72 phép biến hóa với A-la-hán thì kém rất xa. A-la-hán có thể xuất hiện cùng lúc ở trong cõi nước của nhị thiên cõi Phật. Vì vậy, nếu so sánh tôn ngộ không với các ngài, thì như đơm đớm so với đèn. Năng lực của ngộ không rất có giới hạn. Năng lực lớn nhỏ thì từ đây có thể biết. Loại thứ hai, nhiều ít bất động nhị thừa thanh văn người tiểu thừa một tâm một biến hóa không thể biến hóa nhiều các ngài hiện thân biến hóa các ngài chưa có thể biến một thứ các ngài không thể biến ra hai thứ cùng lúc nhị thừa như thanh văn và duyên giác vì sao vậy vì các ngài chưa kiến tánh năng lực của các ngài có hạn. Chư Phật Bồ Tát Trong một lúc có thể quá hiện tất cả hình sắc, cảnh tượng khắp mười phương thế giới. Trong một lúc Có thể hiện ra thân tướng trong năm được Năng lực này thì chúng ta đều không cách nào tưởng tượng được Trong một lúc là cùng lúc Có thể quá hiện cùng lúc Chính là ở trong tất cả cõi nước chư Phật Khắp Pháp giới, hư không giới Các ngài có thể hiện ra tất cả sắc tướng có thể hiện ra núi sông đất đai cùng lúc có thể hiện ra cây cối hoa cỏ cùng lúc có thể hiện ra thân tướng trong năm đường cùng lúc tức là cõi trời cõi người cõi súc sanh cõi ngạ quỷ cõi địa ngục có thể hiện ra cùng lúc các ngài ở cõi nào thì hiện ra thân ở cõi đó. Các ngài không có chướng ngại. Khác với hàng nhị thừa thông thường. Họ không làm được. Chỉ có thể biến hiện từng sắc tướng một, không thể cùng lúc biến hiện đồng tất cả cảnh giới. Thứ ba, lớn nhỏ bất động, hàng dị thừa quá hiện tân lớn không thể vào nhỏ, quá hiện tân nhỏ không thể chứa lớn. Như vậy là hạn chế, có giới hạn người nhị thừa có thể hiện thân lớn, thân lớn không thể vào chỗ nhỏ, vào một căn phòng nhỏ thì họ không vào được. Hiện thân nhỏ thì không cách nào chứa lớn, có tính hạn chế. Với chúng ta, thân người của chúng ta cũng có tính hạn chế. Nhưng chư Phật Bồ Tát hiện thân lớn, cấp cả tam thiên thế giới có thể dùng thân lớn vào trong một di trần, Quá hiện thân nhỏ như di trần, có thể dùng thân nhỏ dung nạp tất cả, tức là trong nhỏ có thể bao gồm lớn, thân lớn vào trong một di trần, một di trần không phóng to, Thân lớn chẳng thu nhỏ, ngài không có chứng ngại. Lớn nhỏ chẳng hai Một nhiều chẳng khác Đây là Phật Bồ Tát Bồ Tát ở đây là Pháp Thân Bồ Tát Minh tâm kiến tánh Thì có năng lực đầy Không có giới hạn Bồ Tát chưa kiến tánh Thì không được Các ngài chưa làm được các ngài có thể hiện thân lớn, có thể hiện thân nhỏ, nhưng hiện thân nhỏ không thể chứa thân lớn, thì thân lớn không thể vào thân nhỏ. Các ngài có những chướng ngại này. Đây là điều thứ ba. Điều thứ ba vẫn còn phần sau. Có thể dùng thân lớn vào trong một di trần, quá hiện thân nhỏ như di trần. Thân nhỏ có thể dung nạp tất cả. Tất cả ở đây chính là cả vũ trụ. Ở trong một thân nhỏ. Thêm nữa, Phật Bồ Tát đối với tất cả vật thể, hình sắc, lớn có thể vào trong nhỏ, nhỏ có thể dùng chứa lớn. Hàng dị thừa không thể. Quý vị xem tự tại biết mấy. Phật Bồ Tát được nói đến trong Kinh, bao gồm người bản sanh đến thế giới tây phương cực lạc được quay thần bổn nguyện của a di đà phật gia trị thần thông đạo lực của các ngài không khác gì với a di đà phật hiện thân nhỏ có thể dung chứa thân lớn hiện thân lớn có thể bao gồm thân nhỏ Lớn có thể vào nhỏ, nhỏ có thể chứa lớn. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc thì đạt được. Tiếng trì tóc bất đồng, dị thừa dục chí diễn xứ, đa thời nải chí, dĩ kỳ bất đồng, như ý thông cố. Chư Phật Bồ Tát, nhất niệm năng chí thập phương thế giới, dĩ kỳ sở đắc như ý thông cố. Thứ tư, nhanh chậm bất động. Hàng dị thừa muốn đến nơi xa, thời gian dài mới tới là vì như ý thông bất động của họ. Chư Phật Bồ Tát, một niềm có thể đến mười phương thế giới là vì như ý thông mà các ngài đã chứng đắc. Thứ năm, hư thực bất động. Tất cả những gì hàng Dị thừa quá hiện, chỉ tương tự mà thôi, không được thực dụng. Các ngài có thể biến quá rất nhiều thân cùng lúc. chúng tôi đọc được trong cao tăng truyền chúng tôi tin điều đó không phải là giả là gì có thật a à la hán có thần thông có thể phân thân đi ứng cúng ngày hôm sau pháp sư khởi hành trở về nước ngay đến từ ấn độ Hôm trước, mọi người mời Ngài dùng cơm. Cùng lúc, có 500 nhà lễ thỉnh Pháp Sư đi ứng cúng. Ngài đều nhận lời. Đến lúc đó, 500 gia đình đều nhìn thấy Pháp Sư. Ở nhà mình nhận cúng dường. Ngày hôm sau, đến thập lý trường định tiễn ngài Mọi người đều cảm thấy rất tự tại Anh xem Có biết bao nhiêu người mời Pháp Sư Mà hôm qua ngài đến nhà tôi rồi Người kia nói không phải Ngài ở nhà của tôi Sao lại ở nhà của anh được Mọi người sau chủ lại mới biết Vì là Hán ấy có thuộc phân thân Ngài có thể hiện thân trong cùng một thời gian Ở các nơi khác nhau Nhưng sự hiện thân này không thể sánh bằng Phật và Pháp thân Bồ Tát Thân mà Phật và Bồ Tát hiện ra là chân thật Thân của hàng nhị thừa không phải là chân thật Đây là do thần thông, đạo lực Còn kém một bậc không được hữu dụng thật sự. Chúng ta biết, giảm sanh thế giới cực lạc có thể hiện vô lượng, vô biên thân. Hiện thân ấy làm gì? Đến mười phương thế giới để cúng Phật. Quá thân hoàn toàn giống hệt với thân thật. Thật sự được thọ dụng. cúng Phật được phước báo. Đồng thời, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, khai trí huệ. Cho nên, chúng tôi hiểu rõ tác dụng của quá thân rồi. Là phước huệ sông tu. Không phải ở nơi khác, mà ở trong cõi nước của chư Phật như lai Phước huệ chân thật cứu cánh Tùy lúc Tùy nơi Đều có thể quá hiện Không có chướng ngại Không có hạn chế Đều được thực dụng Thứ sáu, việc làm bất động Chư Phật Bồ Tát Giáo hóa vô lượng chúng sanh Mỗi người có tâm ý riêng Tùy ý là một việc Mà khiến mọi người đều nhận biết khác nhau Chứ Phật Bồ Tát có thần thông này Mỗi một chúng sanh Đặc biệt là trong mười pháp giới Tâm của chúng sanh trong mười pháp giới khác nhau Dòng tưởng tạp niệm khác biệt Phật Bồ Tát có thể giáo hóa vô lượng chúng sanh cùng lúc cùng nơi các chỗ các ngài đều có năng lực này mỗi người đều có thể thông với ngài đều có thể không có chướng ngài cũng tức là đều có thể lãnh hội được nghĩa chân thật mà đức phật đã dạy cho họ Tùy ý là một việc Mà khiến mọi người dị biện Sự nhận biết khác nhau Người dị thừa không làm được Nhưng Bồ Tát có năng lực làm được Câu này rất quan trọng Chúng sanh có căn tánh khác nhau Hoặc là hoàn toàn khác biệt Người và súc sanh không như nhau Súc sanh và ngạ quỷ không như nhau Phật Bồ Tát có thể khiến cho chúng sanh trong sáu đường Mỗi chúng sanh đều có thể đạt được lợi ích khác nhau các ngài có năng lực này Cũng giống như ở thế gian chúng ta Thầy dạy học Mười mấy học trò có trình độ khác nhau Thầy giảng dạy cùng một kiến thức Khi mỗi học trò nghe được Đều có thể hiểu rõ Đều quan hỷ Người có trình độ thấp Thì nghe được rất dễ hiểu Rất thích hợp với họ Người có trình độ cao Nghe được thầy giảng rất sâu sắc Cũng được quan hỷ Người dị thừa không làm được điều này Vì vậy Phật dùng một âm thanh thuyết pháp Chúng sanh tùy loại Đều hiểu được Chính là ý này Thứ bảy, sự biến hiện bất động Chứ Phật Bồ Tát chỉ hiện một thân Mà khiến mọi người thấy khác Chỉ phát ra một âm thanh Mà khiến mọi người nghe khác An trụ ở một cõi Mà hiện khắp cả mười phương Hàng nhị thừa thì không thể Phía trước là nhận biết Ở chỗ này nói đến nghe Pháp Các ngài hiện một thân Chúng ta lấy ví dụ về Bồ Tát Quán Thế Âm Ở nhân gian này Ở Động Phạm Âm của núi Phổ Đà Nơi rất nổi tiếng Ở trong đó quý vị có thể nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm Thành tâm thành ý lễ bái ở cửa đồng Năm xưa Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông còn có một vị tôi quên mất rồi Hai vị Pháp Sư từ Hồng Kông Đến nước Phổ Đà Ở Đại Lục để triều bái Bên Đại Lục có một vị Pháp Sư Đi cùng hai ngày Thành ba người Ở Động Phạm Âm Cẩn sinh được gặp Bồ Tát Quán Âm Lại ở cửa Động Lại nửa tiếng Nhìn thấy rồi ba người đều quan hỷ thật sự nhìn thấy bồ tát quán âm hiện thân rồi sau khi rời khỏi trên đường đi các thầy ấy hỏi nhau thầy thấy bồ tát quán âm hình dáng như thế nào pháp sư thánh nhất nhìn thấy giống như hình dáng của bồ tát địa tạng đội mũ tỳ lô đội mũ tân sắc vàng toàn thân đều là màu vàng một vị pháp sư khác nhìn thấy là bạch y quán âm còn có một vị pháp sư nhìn thấy là tướng tỳ kheo là tướng của người xuất gia tất cả đều là bồ tát quán thế âm nhưng mỗi người nhìn thấy đều khác nhau Điều này chứng tỏ tướng do tâm sanh. Là do tâm của chính chúng ta. Niệm Phật. Ứng của Phật. Cảm ứng. Đều hiện thân ở một nơi. Nhưng mỗi người nhìn thấy điều khác biệt. Khiến cho mọi người thấy khác Phật dùng một âm thanh để thuyết pháp Mà khiến mọi người hiểu khác nhau Mỗi người nghe được đều cảm nhận khác nhau Đây là điều mà người nhị thừa không làm được Người nhị thừa hiền một tướng Mọi người nhìn thấy hoàn toàn như nhau Thuyết pháp âm thanh nghe được cũng như nhau Năng lực ấy của Phật Bồ Tát lớn Các ngài giáo hóa chúng sanh Mỗi người nghe được đều là ngôn ngữ của họ Cho nên họ hoàn toàn có thể hiểu được Không cần phải phiên dịch Thần thông không thể nghĩ bạn Sở hiện bất động Thứ tám Tác dụng của căn bất động Như trong kinh Đức bạn nói Sáu căn của chư Phật Bồ Tát Chung dùng lẫn nhau Người dị thừa không làm được sáu căn chung dùng lẫn nhau pháp thân bồ tát ngài nhìn thì không cần dùng mắt nhìn toàn thân ngài đều có thể nhìn ngài nghe không dùng tay để nghe mắt tai mũi lưỡi thân đều có thể chung dùng lẫn nhau Mắt có thể thấy cũng có thể nghe Còn có thể ngửi hương nếm vị Thân thể Mắt tai mũi lưỡi thân Toàn thân đều có thể thấy Thấy hết cả bốn phương tám hướng Pháp thân Bồ Tát thì được Người dị thừa không được Người nhị thừa chỉ có thể dùng mắt thấy, dùng tai nghe Không thể dùng mắt nghe, dùng tai thấy Thứ chính, tự tại bất động Như trong kinh Niết Bàn nói Chư Phật Bồ Tát sẽ làm việc gì thân tâm tự tại Không bị theo đó Thân Ngài hiện lớn Tâm cũng không lớn thân hiện nhỏ tâm cũng chẳng nhỏ tất cả như vui lo vân vân cũng như vậy ý nói thân hiện vui tâm cũng chẳng vui hàng dĩ thừa thì không được hàng dĩ thừa chỉ đoạn kiến tư phiền não trần xa vô minh vẫn còn khác biệt ở chỗ này Có chín điều khác biệt Đây là nêu ra một ví dụ về thân à, ơn, ơn Khi thân thể hiện thần thông Thì các giới thanh văn, duyên giác Chúng ta xem câu cuối cùng Thần thông của người trời cõi ấy trong này Như sách hợp tán nói Đây là thần thông khác biệt của Đại Thừa Lại còn thêm sức bổn nguyện của Đức Di Đà 48 nguyện Mỗi người giảng sanh đến thế giới cực lạc liền được sự gia trị từ 48 nguyện của A Di Đà Phật. Thần thông, trí huệ, đạo lực rất giống với A Di Đà Phật. Chúng tôi thường nói gần như không khác gì mấy. Đoạn tiếp theo. Trong chương này, tự viết những việc thiện ác đã làm trong túc mạng của vô lượng kiếp là nguyện thứ sáu, nguyện túc mạng thông. Đúng thế Chính là đời quá khứ Người đời gọi là đời trước Một đời, hai đời, ba, bốn, năm đời Quá khứ của chúng ta Vì quả tứ đà hàm của tiểu thừa có năng lực này các ngài có túc mạng thông có thể biết được một số đời trong quá khứ a à, la hán trong kinh đức phật nói với chúng ta có thể biết 500 đời quá khứ Biết được 500 đời trở lên là Bích Chi Phật Vẫn còn giới hạn Biết 500 đời cũng khá lắm rồi Với cách nhìn của chúng ta Thần thông thật sự là vô cùng rộng lớn Nhưng trong cả thái Phật Pháp mà nói Các ngài là tiểu thông mạng chỉ sinh mạng nên xúc mạng là chỉ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ trong đời trước có thể biết mọi việc thiền ác đã làm trong nhiều đời quá khứ đây gọi là túc mạng thông trong đời quá khứ quý vị ở cõi nào quý vị đã tạo những gì quý vị đã chịu quả báo gì thầy đều biết cả Trong sách chân dạy đã nói Sự tạ ư giảng Câu này Chính là niệm lão đã nói trong mặt đơn Việc trong quá khứ Sự tạ là đi qua Đã qua rồi Vào xưa kia Việc của quá khứ gọi là túc giảng pháp pháp quá khứ đối tiếp gọi là mạng đối với điều đó biết rõ không có chướng ngại đây gọi là túc mạng thông Quý vị biết được rất rõ ràng Sơ quả tu đạo hoàng của tiểu thừa Được hai loại thần thông Thực tế mà nói là khôi phục hai loại bởi vì tôi Đạo hoàng đã đoạn trừ năm loại kiến hoạt chúng ta liền hiểu được năm loại kiến hoạt chướng ngại bản năng của chúng ta bản năng chính là lục thông kiến quạt chướng ngại thiên nhãn thiên nhĩ buông xuống năm loại kiến quạt rồi thì thiên nhĩ thông thiên nhãn thông tự nhiên hiện tiền khôi phục lại rồi khôi phục nhưng vẫn còn giới hạn chẳng phải là vô hạn vì sao vậy? Bởi vì họ vẫn còn chướng ngại, có trần sao hoặc, có vô minh phiền não, chưa đoạn. Nhất định phải phá vô minh, thấy được chân tánh rồi. Và lúc ấy, năng lực thần thông của quý vị khôi phục hoàn toàn. Tuy khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn còn sự khác biệt về lớn nhỏ. Vì sao vậy? Vì tập khí vô thị vô minh của mỗi người nhiều ít không như nhau. Đoạn được nhiều tập khí vô thị vô minh thì năng lực thần thông lớn. Đoạn được ít thì năng lực của họ tương đối nhỏ. Đây là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ như sơ trụ nhị trụ thật sự là tam minh ngũ thông đều hiện tiền nhưng nếu so với địa thường bồ tát so với đẳng giác bồ tát thì còn khoảng cách rất lớn đối với cả vũ trụ các ngài có thể nhìn thấy nhưng nhìn thấy giống như chúng ta nhìn thấy những gì trong mây mù vậy Nhìn thấy rồi Nhưng không rõ lắm Thật sự nhìn thấy rất rõ ràng Không khác gì mấy Với cảnh giới của Phật Trong kinh nói với chúng ta Là từ bát địa trở lên Các ngài nhìn thấy rõ ràng Như hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tinh thần Hiện tượng vật chất Các ngài thấy rõ Phải từ bát địa trở lên Thế giới cực lạc Thật sự là vô cùng đặc biệt Giảng sanh đến bên đó Có lẽ năng lực cũng giống như bác địa vậy Điều này đáng để chúng ta ra sức nắm bắt Ngay trong một đời này chúng ta đừng bỏ lỡ cơ duyên này bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm bồ tát có thần thông trong vô lượng kiếp có có được một lần cơ hội như vậy quý vị gặp được rồi cơ hội này không có thường xuyên được thân người nghe phật pháp nghe được pháp môn tịnh tông gặp được bản kinh tốt nhất mà lão cư sĩ hà liên cư đã hội tập cho chúng ta chúng tôi sinh ra cùng thời đại với ngài hà liên cư có duyên gặp được tuy cùng một thời đại nhưng rất nhiều người không thấy được đây là chân tướng sự thật duyên này của chúng ta thù thắng biết mấy là gặp được tập giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ tập giải này cũng là được hội tập từ 83 loại kinh luận 110 loại Khai thị của Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay Để giải thích nghĩa kinh của bộ kinh này Đến đầu để tìm cơ hội này Chúng ta đã gặp được hết rồi càng hiếm có hơn còn gặp được lão hòa thượng hải hiền làm chứng chuyển cho chúng ta chúng ta cùng lúc gặp được tam chuyển pháp luân còn may mắn nào bạn Vì vậy, trong sách hội sớ nói Có thể biết được túc mạng của mình trong một đời Hai đời, ba đời Cho đến trăm ngàn vạn đời Biết được tất cả những việc làm trong đời đời kiếp kiếp Cũng có thể biết túc mạng và các việc đã làm Của mỗi chúng sanh trong sáu đường đây gọi là túc mạng thông Biết được chính mình Cũng biết được người khác Như vậy thì có thể quán căn cơ Quán sát được căn cơ Ứng cơ khí giáo Người dạy, người học đều dễ dàng Thành tựu không thể nghĩ bạn Lão Hòa Thượng truyền giới Thế đồ cho Hòa Thượng Hải Hiền Lúc đó Ngài Hải Hiền 20 tuổi Quý vị có thể nói Ngài không có thần thông hay sao? Ngài có túc mạng thông Ngài nhìn thấy Các việc đã làm của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Trong nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ Chắc chắn là người tu hành Hơn nữa là người niệm Phật không giảng sanh. đời này lại được thân người biết được ngài có duyên sâu với tịnh tông cho nên chỉ dạy ngài thọ trì một câu a di đà phật hiền công tiếp nhận rồi Thật là Một đời Suốt 92 năm Chưa từng đánh mất Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Niệm suốt 92 năm Minh tâm chiến tánh Đại triệt đại ngộ Đại ngộ chính là thành Phật Chính mình không nói Hoàn toàn biểu diễn trong thân hành Thông thường chúng ta nói là thực tiễn Thực tiễn trong sinh hoạt Thực tiễn trong công việc Thực tiễn trong đối người sử việc tiếp vật Phật tri, Phật kiến Việc làm của Phật Bồ Tát Ngài hoàn toàn làm được Làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem Duyên phận này Không phải ngẫu nhiên Mà có thể đạt được Dân số của thế giới này hơn 7 tỷ Trong số 7 tỷ người Có bao nhiêu người từng thấy bản hội tập Bao nhiêu người thấy được tập giải của niệm lão quý vị liền biết được người thấy được là có duyên đã có duyên rồi nhưng nếu không có thiện căn phước đức thì gặp được duyên này cũng xem như uổng phí Trong kinh di đà được Thế tụng đối với chúng ta Pháp môn này Không thể dùng chút ít thiện căn phước đích nhân duyên Mà được sanh về cõi ấy Nói cách khác Thật sự có thể giảng sanh Đều là đã đầy đủ nhiều thiện căn Nhiều phước đích Nhiều nhân duyên Hiện nay chúng ta đầy đủ duyên rồi Thèm chút chính là thiền căn phước đức Thế nào là thiền căn Có thể tin Có thể nguyện là thiền căn Phước đức Thật sự chịu niệm một câu a di đà Phật này Chính là phước đức Phước đức lớn tu gì được phước đức lớn chấp trì danh hiệu vì sao vậy vì danh hiệu là pháp môn đại tổng trì của tất cả pháp tổng cương lĩnh nguyên lý nguyên tắc chung danh hiệu của tất cả chư Phật đều từ trong đó lưu lộ ra. Vô lượng, vô biên kinh điển mà chư Phật Bồ Tát đã thuyết cũng từ câu danh hiệu này sinh ra cho đến dạng diệt, dạng vật Trong khắp hư không, khắp pháp giới Đều không rời khỏi câu Phật hiệu này Quý vị nói xem công đức này lớn biết mấy Vì vậy, niệm một câu A-di-đà Phật này Thì niệm hết khắp pháp giới, hư không giới Người không tin Không tin chính là không có phước báo Quý vị tin chính là quý vị có phước Đối với pháp môn này Quý vị có thể hiểu rõ Có thể không nghi ngờ Là thiền căn. Thật tinh, thật nguyện là thiền căn Thật làm Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm là phước báo lớn Tuyệt đối không thể tham cầu phước báo trời người vì sao vậy? Vì trời người là phước báo nhỏ, quá nhỏ. Thời à, gian không dài, hưởng một đời thì hết rồi. Lại huống chi, trong khi hưởng phước báo thì tạo tội nghiệp. Chiếc khẩu phước báo của quý vị rồi. Phước báo của quý vị sẽ tiêu hết rất nhanh. nghiệp báo bất thiện sẽ hiện tiền, phiền phức rất lớn, phải có sự cảnh giác cao độ, không thể bị những hình tướng trước mắt làm mê hoặc, những thứ này rất mê hoặc người tà tri tà kiến rất đáng sợ người tu hành chân chánh phải học các gì đại đức xưa làm sao để tránh xa tiếp xúc ít nhất có thể sức mạnh dù hoặc mọi người lớn nhất hiện nay là tv truyền thông internet máy tính nội dung trong những thứ này những gì chúng truyền tải mặt xấu thì nhiều mặt tốt thì ít sát đạo dâm vọng người trung hoa nói là bất nhân bất nghĩa dù lễ dù trí dù tính chúng loan truyền những điều này loan truyền không ngừng ngày nào cũng loan truyền ngày đêm không gián đoạn khiến cho người khác hoàn toàn mê trong đó cho rằng đó là chính đáng Xem tà là chánh Xem chánh là tà Hoàn toàn điên đảo rồi Thế vừa điên đảo Thì quả báo Ở ba đường ác Đời sau Không còn được thân người Chân tướng sự thật này Chúng ta phải luôn để trong tâm Tuyệt đối công phạm Thời đại này Tự do dân chủ Tự do ngôn luận tự do xuất bản thời xưa không có người thời xưa có phước báo do có nhà vua trí huệ thông minh cai quản ngôn luận không có tự do xuất bản càng không có tự do vì sao vậy vì ngăn cấm tất cả mọi mặt xấu bất thiện Vì vậy Nói chuyên chế không tốt Nhưng đế dương chuyên chế Có thể bảo vệ tinh thần của chúng ta Không bị ô nhiễm Công đức ấy không thể nghĩ bạn Về chính trị Nếu quý vị hỏi tôi Chế độ quân chủ tốt Hay là chế độ dân chủ tốt tôi sẽ nói với quý vị tôi tán thành quân chủ tôi không tán thành dân chủ năm xưa tôi ở singapore pháp sư diễn Bụi hỏi tôi vấn đề này để hỏi tôi vì sao vậy tôi nói quân chủ chịu trách nhiệm dân chủ không chịu trách nhiệm nhiệm kỳ của họ rất ngắn à. 3 năm, 4 năm thì phải bầu cử lại. Cho nên, họ chỉ là nhất thời. Họ nhất định ở trong thời gian ngắn ngủi mà mưu cầu giành lấy lợi ích cho chính họ. Quân chủ thì khác. Không chỉ một đời họ, mà họ còn phải truyền xuống cho con cháu. Cho nên họ nhất định phải dạy tốt nếu họ làm không tốt thì sẽ bị người khác lật đổ nhà tan người mất nếu như họ làm tốt thì đời đời đều được duy trì tiếp vì vậy việc lớn hàng đầu của quân chủ quý vị có nghĩ đến không hoàng đế đăng cơ rồi hoàng đế cũ băng hà con trai nối ngôi Đến ngôi rồi Việc lớn đầu tiên là lập thái tử Phải tìm được người kế thừa Tìm được rồi Hằng ngày huấn luyện thái tử Hằng ngày chỉ dạy thái tử Tương lai thái tử Kế thừa dương vị Sẽ không làm việc sai trái Chịu trách nhiệm nhiều Nếu người kế thừa công giữ quy tắc Luật cũ của tổ tiên Thì nhất định mất nước Chính quyền không còn là của dòng tộc họ Đổi người khác rồi Vì vậy chế độ ấy tốt Họ dùng gì để dạy mọi người Tiến quốc quân dân giáo học di tiên họ dạy chúng ta luân thường đạo đức và chúng ta tin sâu nhân quả Dạy chúng ta đoạn ác tu thiện tích công lũy đức vì vậy vào mỗi triều đại chúng ta đều thấy được thái bình tình thế ngày nay chúng ta sinh ra trong thời đại này rốt cuộc là nguyên nhân gì gần đây chúng tôi xem được một đĩa dvd đồng tu đông bắc tặng cho tôi Nội dung là gì? 210 năm trước, du học sinh do chính phủ Mãn Thanh cử đi lần thứ nhất để nước ngoài du học. Những du học sinh ấy vừa bước ra nước ngoài, xã hội của phương Tây hoàn toàn khác với Trung Hoa. Giáo dục Trung Hoa từ nhỏ đã dạy dỗ rất nghiêm túc. À và một đứa trẻ thành người lớn, mỗi một hành động cử chỉ, mỗi một lời nói, tiếng cười đều có quy tắc. là lấy thanh hiền quân tử làm tiêu chuẩn, người nước ngoài không phải vậy trẻ em nước ngoài là cho chúng hưởng thụ hết mức không có quy tắc thích gì thì chơi đó vì vậy người ta nói người nước ngoài trẻ em là thiên đường trung niên là chiến trường cạnh tranh đấu tranh phát triển đến, đến sau cùng diễn biến thành chiến tranh cuối đời là mộ phật cuối đời bước vào diện dưỡng lão thật sự là mộ phật đời sống vật chất có người chăm lo đời sống tinh thần thì hoàn toàn không có người sống như khúc gỗ vậy phơi nắng không nói chuyện những người cùng ở trong một viện dưỡng lão gặp nhau cũng không chào hỏi giống như người gỗ vậy đáng thương biết mấy đời sống tinh thần đau khổ biết bao người nước ngoài người trung hoa thì khác người trung hoa là ngược lại trẻ em thì dạy dỗ nghiêm khắc sao có thể có sự yêu thích của trẻ em không thể được không thể hình thành thói quen đó phải hình thành nghe lời thành thật vì vậy lúc nhỏ được quản rất nghiêm không có chút tự do trung niên thì phục vụ cho nước nhà Cuối đời Cuối đời là thiên đường của người già Người Trung Hoa là đại gia đình Nơi thờ cúng tổ tiên là gia miếu Tức là từ đường Nơi thờ cúng tổ tiên Nơi kỷ niệm tổ tiên nơi niệm niệm không quên tổ tiên từ đường chính là nơi hoạt động chung của gia đình chương trình lớn nhất hàng năm là tế tổ thanh minh tế tổ trung nguyên tế tổ đồng chí tế tổ một năm ba lần không quên ân đức của tổ tiên khi tế độ thì đọc gia quy Không thể quên lãng lời dạy của tổ tiên Thời, Thời gian còn lại Từ đường là trường học Một gia đình của chúng ta Trẻ dạ em đi học đọc sách ở từ đường Gọi là gia thuộc, tư thuộc cũng là nơi của người lớn tuổi người già là câu lạc bộ dưỡng lão của gia tộc mỗi ngày đến từ đường mọi người gặp gỡ uống trà trong đó có rất nhiều biểu diễn giải trí mỗi người đều có thể ra biểu diễn có lúc thì Mời đoàn nghệ thuật nhân gian bên ngoài Mời vào trong từ đường biểu diễn Giải trí của người già Người già được xã hội tôn kính Cho nên người Trung Hoa để cuối đời mới hưởng phước Người nước ngoài thì hưởng phước lúc còn trẻ Đảo ngược rồi người trung hoa lúc trung niên bất luận là kinh doanh sự nghiệp gì khi cần phải giúp đỡ thì ai giúp quý vị gia đình giúp quý vị nhà là gốc vì vậy khi về hưu trở về quê nhà làm gì hưởng phước hưởng niềm vui gia đình người trung hoa là khi thiếu niên thì giáo dưỡng thật tốt, khi trung niên thì cống hiến, cuối đời thì hưởng thụ. Phù hợp với đạo trời. Người có bốn mùa. được khi ra đời đến năm 20 tuổi là mùa xuân của đời người. Đây là lúc học tập thật tốt, thời kỳ học tập. 20 tuổi đến 40 tuổi là mùa hạ. Lúc này phải bắt đầu cống hiến. Vì gia đình, vì xã hội, vì quốc gia mà phục vụ. Cống hiến. 40 tuổi đến 60 tuổi là mùa thu của đời người. Sự nghiệp có thành tựu, mùa thu thu hoạch. 60 tuổi đến 80 tuổi là mùa đông. Đây là lúc dưỡng lão. nghỉ hưu thì về nhà dưỡng lão lá rụng về cội hưởng thụ niềm vui gia đình người già chơi cùng với trẻ em trẻ em trông trọng người già người già yêu thương trẻ em kể lại câu chuyện kinh nghiệm đời người của chính mình cho trẻ nhỏ nghe khiến cho trẻ nhỏ thật sự tiếp nhận được kinh nghiệm phấn đấu cả đời của người già nêu ra cho chúng làm tham khảo đây là cách thức giáo dục của trung hoa nước ngoài không có nước ngoài thì ngay cả khái niệm này cũng không có đời này của chúng tôi gần như một nửa thời gian đều ở nước ngoài ở nước ngoài qua kiều của trung hoa kiều bào của nhật bản kiều bào của hàn quốc vẫn có thể thấy được tam đại đồng đường người nước ngoài ở bên cạnh nhìn thấy ngưỡng mộ vì sao ba đời quý vị có thể sống chung với nhau người nước ngoài không có Con cái 16 tuổi Thì được sự bảo hộ của pháp luật Có nhân quyền Có tự do Chúng muốn ra ngoài Cha mẹ không quản được Nếu quý vị báo cảnh sát Cảnh sát nói 16 tuổi là vị thành niên rồi Anh còn quản chúng làm gì Bản thân chúng có thể tự lập rồi Cho nên không có tình thân Tình anh em cũng không có Với cha mẹ cũng không có Với ông bà thì càng không cần phải nói Vì vậy văn quá Trung Hoa thật sự tốt quý vị phải quan sát tỉ mỉ hơn quan sát các văn hóa khác nhau trên thế giới đến sau cùng quý vị sẽ ca ngợi văn hóa trung hoa như tiến sĩ tô in bi vậy ông là một đại biểu một người đại diện cho phương tây cả đời ông nghiên cứu lịch sử văn hóa Ông đã tiếp xúc 17 nền văn hóa khác nhau Mà xem văn hóa Trung Hoa Là ưu tú nhất Văn hóa Trung Hoa ưu tú như thế nào Văn hóa Trung Hoa Là Thuận theo Đại Tự nhiên đại tự nhiên là đạo ngũ luân là đạo không phải là do người làm ra không phải do ai đó sáng lập ra không phải do ai đó phát minh ra không phải do ai đó dạy quý vị cha con có tình thân là không có ai dạy vợ chồng có phân biệt cũng không có ai dạy Dù tôi có nghĩa, lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có chữ tính, đều là quy luật của đại tự nhiên. Quý vị hiểu rõ rồi. Làm đúng theo quy luật này, như vậy là khỏe mạnh nhất. Năng lượng tích cực không thể làm trái như vậy thánh hiền tổ tiên của Trung Hoa điều ra nhân nghĩa lễ trí tính đây là chúng ta phải thuận theo đại tự nhiên Phải làm được năm chữ này Nhân giả dạ ái nhân Từ phụ tử hữu thân mà ra Quân thần hữu nghĩa Cũng từ trong ngũ luân mà ra nói nhân nói nghĩa nói trí huệ nói lễ lễ tiết nói chữ tính nếu mọi người đều có đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tính thì xã hội này chính là đất nước lễ nghĩa chính là thái bình thịnh thế Làm người thì nhất định phải giữ được năm chữ này Năm chữ này là đức Xã hội này là xã hội của luân thường Ngũ luân, ngũ thường thời xuân thu ông quản trọng nêu ra bốn chữ để trị vì quốc gia gọi là tứ duy lễ nghĩa liêm sĩ si. ông quản trọng nói rất hay không xiển dương tứ duy đất nước sẽ diệt vong nếu như quốc gia này Giữa người với người không có lễ Không có nghĩa Không có liêm sĩ Thì xã hội này sẽ động loạn Quốc gia này sẽ diệt vong Thời chiến quốc Thời kỳ đầu của Tần Hán trong xã hội xuất hiện tám đức Hiếu để trung tính Nhân ái hòa bình Bác đức Người Trung Hoa học điều gì? Chính là học điều này Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bác đức Trong đó có trùng lập đó là gì rất quan trọng Tổng hợp lại là 12 chữ Gốc của văn hóa Trung Hoa Người nước ta học những điều này Học đã mấy ngàn năm Xã hội không nảy sinh vấn đề 12 chữ này chính là Hiếu để trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình ngày nay chúng ta nhìn thấy xã hội trước mắt dùng tiêu chuẩn này để quan sát xã hội hiện nay không còn hiếu để trung tính nữa cũng không còn lễ nghĩa liêm sĩ nữa cho nên xã hội này bốn chữ sau cùng cũng không thấy nhân ái hòa bình nữa văn hóa Trung Hoa là ưu tú nhất Là thật Chính là 12 chữ này Chúng ta phải nhận biết 12 chữ này Đó là bản tánh của chúng ta Đây chính là bản tánh bổn thiện Mà Tổ tiên phát hiện ra Thế nào gọi là bổn thiện? mười hai chữ này chính là bổn thiện hiếu đệ trung tính là bổn thiện lễ nghĩa liêm sĩ là bổn thiện nhân ái hòa bình là bổn thiện nhân chi sơ tánh bổn thiện mọi người đều là thánh nhân mọi người đều là hiền nhân Phải dạy cho thật tốt Không thể để cho trẻ em học cư Trẻ em từ nhỏ Thì dùng 12 chữ này để giới hạn chúng Khiến chúng khởi tâm động niệm Không trái với 12 chữ này Trẻ em hình thành thiên tánh Hình thành thói quen Cả đời sẽ không thay đổi Như vậy thì tốt Người đó là Thánh Hiền Giáo dục của Trung Hoa là giáo dục thánh hiền Không khác với giáo dục của Phật Bồ Tát tại Ấn Độ Tôn giáo là một môn giáo dục Là điều nhân loại không thể thiếu Ông Tô Anh Bi nói rất hay Văn hóa là từ tôn giáo mà ra. Nhân loại ở ban đầu có tôn giáo. Từ tôn giáo diễn biến ra văn hóa. Nếu không có tôn giáo nữa, thì gốc của văn hóa cũng không còn nữa. Vì vậy nhất định phải nhận biết tôn giáo. Phải học tập tôn giáo. Tôn giáo như thế nào? Tôn giáo thuần tịnh, thuần thiện, thuần mỹ, chân thiện mỹ huệ. Giáo dục tôn giáo và mọi người yêu thương người khác. Chân thành yêu thương người khác, bình đẳng yêu thương người khác. Tầm yêu thương người khác không có phân biệt. Đây là nồng cốt của giáo dục tôn giáo Dùng lời nói của người hiện nay Cốt lõi của tôn giáo là yêu thương Đó là chân ái Không có điều kiện Không kèm theo bất kỳ điều kiện nào Tâm yêu thương chân thành Quý vị xem Trong kinh điển của tôn giáo Chúa yêu thương người đời Thượng đế yêu thương người đời Kinh Koran nói Tánh Ala thật sự là nhân từ Trong Phật giáo là Đại từ Đại Bi Từ Bi làm gốc Phương tiện làm cửa Là Phật giáo Phải nhận thức rõ ràng Không có mê tín. Sự sùng bái mê tín là do người dân thông thường trong thời kỳ đầu không có trí huệ cao nhìn thấy hiện tượng của đại tự nhiên nảy sinh sự sùng bái đối với tự nhiên thánh nhân xuất hiện rồi Thánh nhân tức là người có tâm yêu thương Không có vọng tưởng Không có tạp niệm Tâm địa thanh tịnh bình đẳng Đây chính là điều kiện khai ngục đầy đủ điều kiện khai ngộ không nhất định là nhân duyên gì các ngài đại triệt đại ngộ kiểu người này có đại sư huệ năng đời đường trong lịch sử trung hoa đều được mọi người biết đến ngài không biết chữ chưa từng đi học ngài thương mẹ của mình Ngài yêu thương người đời Ngài yêu đại tự nhiên Ngài đã đầy đủ tính người vốn thiện Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Cho Ngài cơ hội khai ngộ Ngài thật sự khai ngộ rồi Không nhất định là nhân duyên nào ngài là do nghe kinh nghe người khác đọc kinh kim căng nghe thấy đức có ý gì khai ngộ như vậy cũng là do gặp duyên thù thắng gặp được người thật sự hiểu phật pháp thật sự yêu thương bảo vệ người tài Có người chiếu cố Có người bồi dưỡng Ngài Ngài thành tựu rồi Hiện nay dân số trên trái đất Hơn 7 tỷ người Trong số đó không có thánh hiền sao Tôi tin rằng có rất nhiều thánh hiền Nhiều hơn bất kỳ triều đại nào Đây là điều chắc chắn vì sao thánh hiện không lộ diện Bị dục vọng về vật chất là mê rồi Sự việc chính là như vậy Bồ Tát đến thế gian này A-la-hán à, đến thế gian này Nhìn thấy thế giới phồn qua Cũng động tâm Cũng mê rồi Tiểu hạnh Bồ Tát không thể chống lại sự dụ quạt trong tất cả sự dẫn dụ của dục vọng mà không đồng tâm, không khởi niệm đó là đại hạnh bồ tát. Đại hạnh bồ tát thì ít, tiểu hạnh bồ tát thì nhiều. Tiểu hành bồ tát không thể hợp tác với đại hạnh bồ tát tạo nên sự khó khăn của giáo dục phật đà giáo dục tôn giáo thời đại sau suy thoái hơn thời đại trước không có tiến triển đây là điều chúng ta chẳng thể không biết đã giác ngộ rồi đã hiểu rõ rồi thì phải nỗ lực à, Trong sự hạ công, công phu trên cách vật Cách vật Là do người Trung Hoa nói Đây là ngưỡng cửa thứ nhất trong sách đại học lý tưởng của sách đại học là minh đức thân dân chỉ ư chí thiện làm thế nào để thực tiễn phải thực hành từ cách vật vật là gì vật dục tức là dục vọng về vật chất vật chất là nói về điều gì tài sắc danh thực thủy thất định ngũ dục những thứ này dụ hoặc người quý vị nhất định phải cách đấu với chúng quý vị phải chiến thắng chúng cách nhận thế nào không bị dụ hoặc bởi vật chất bên ngoài như vậy gọi là cách vật Cách nhận rồi, sau đó mới có trí huệ, trí tri. Lễ ký, đại học là một phần trong sách lễ ký. Lễ ký trở thành một bộ sách trong thời đại tiên tận. Lúc đó Phật giáo chưa truyền đến Trung Hoa. Nhưng người Trung Hoa cũng biết, chiến thắng dục vọng của chính mình quan trọng hơn tất cả thật sự sau khi phật pháp truyền đến trung hoa điều đầu tiên của phật pháp là chiến thắng năm loại kiến quạt của chính mình đoạn hết năm loại kiến quạt rồi quý vị mới có thể chứng quả tu đạo hoàng của tiểu thừa Quý vị mới có thể trở về từ đánh. Quả rất thù thắng Vì sao vậy? Vì quý vị có thiên nhãn thông Có thiên nhĩ thông Người Trung Hoa chúng ta Tuy nói là quay đầu Nhưng vẫn chưa đoạn dứt hoàn toàn Thánh nhân Trung Hoa dạy mọi người Dừng lại đúng chừng mực Đừng quá mức phật pháp thì đúng chừng mực cũng không được nhất định phải đoạn sạch đây chính là yêu cầu của phật pháp quý vị phải đạt đến minh tâm kiên tánh tổ tiên trung hoa không yêu cầu điều này chỉ yêu cầu quý vị có thể làm được thánh hiền quân tử thì mãn nguyện rồi tiêu chuẩn không duyên nhau Pháp của Trung Hoa gọi là Pháp Thế gian, không rời khỏi lục đạo luân hồi. Phật Pháp là phải dạy quý vị rời khỏi lục đạo luân hồi, rời khỏi mười Pháp giới. Cho nên Phật Pháp yêu cầu cao hơn người Trung Hoa, phải thật sự đoạn nhất. Tất cả chướng ngại mọi sự ô diễm hết thảy bất thiện từ đâu mà có đều từ thân mà có nhà đào nói hay ta có tai quả lớn là vì ta có thân một lời đã nói ra hết nếu ta không có thân này thì tốt biết mấy Có thân này, thân này mang đến rất nhiều sự phiền phức. Vì vậy, trước tiên, thì nhà Phật bắt đầu từ thân. Phá thân kiến. Thật sự hiểu rõ thân là gì? Thân không phải là thứ tốt đẹp. Thân là công cụ tạo tất cả nghiệp Thân ngữ ý Không có ngày nào không tạo nghiệp Nghiệp có nhiễm có tịnh Có thiện có ác Nghiệp mà Phạm Phu đã tạo Là nhiễm nghiệp Không phải tịnh nghiệp Nhiễm nghiệp chính là tạo thành lục đạo Trong lục đạo có thiện, có ác Ác Làm ô nhiễm tâm thanh tịnh Thiện cũng làm ô nhiễm tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh không có thiện ác Cho nên Tâm hành thiện Thì quả báo ở cõi trời người Tâm hành bất thiện Thì quả báo ở ba đường ác Lục đạo luân hồi là do vậy mà tạo thành Nếu chúng ta thật sự loại bỏ được sự ô nhiễm này Đoạn ác tu thiện Không để trong tâm Đoạn ác Không để đoạn ác trong tâm Tu thiện Không để tu thiện trong tâm Tâm địa hoàn toàn sạch sẽ Không nhiễm một bụi trần Tu thành công điều này Thì không thấy lục đạo nữa Vì vậy lục đạo luân hồi là giả Đây gọi là Pháp xuất thế gian Nhà nho của Trung Hoa là Pháp Thế gian. Mục tiêu đó là cõi trời người Tối thiểu là giữ được thân người Không đọa vào ba đường ác Nhà nho nói điều này Cao hơn thì sẽ đến cõi trời Cõi trời có 28 tầng Tầng trên tụ thắng hơn tầng dưới khác với Phật. Phật muốn vượt khỏi lục đạo luân hồi, còn muốn vượt khỏi mười pháp giới. Tiểu thừa vượt khỏi lục đạo luân hồi, đại thừa vượt khỏi mười pháp giới. Không như nhau. Vì vậy, chỉ cần chúng ta buông xuống chướng ngại, sáu loại thần thông là bản năng, tự nhiên sẽ khôi phục. phương pháp sử dụng đều là tu định. 84.000 pháp môn. 84.000 phương pháp khác nhau, con đường khác nhau, đều là tu thiền định. Phương pháp tu thiền định không như nhau. Nhưng đạt được quả đức của thiền định là hoàn toàn tương đồng. Bất luận quý vị dùng phương pháp nào tu cũng được Quý vị xem là Hòa Thường Hải Hiện dùng một câu Phật hiệu Có người dùng cách đọc tụng kinh điển được Quý vị đọc một kinh này mỗi ngày Đọc đến khi nào? Đọc đến khi trong tâm chỉ có kinh Không còn vọng niệm nữa Không còn tạp niệm nữa thì quý vị thành Phật Quý vị siêu diệt rồi Tầng lớp trí thức Dùng phương pháp đọc kinh này thì tốt Cho nên Pháp mà Đức Phật Thích Ca Bồ Đi Truyền đại cho chúng ta Trong 49 năm Là nói cho tầng lớp trí thức Xét cho cùng Thì tầng lớp trí thức ở thế gian này Chiếm đa số Cho nên Ngài chọn tầng lớp trí thức làm đối tượng dạy học Đối tượng giáo hóa đầu tiên. Sau đó, dùng họ tiếp tục là ảnh hưởng đến người khác. Trong sự giáo hóa của Đức Phật về sau đã chia rất nhiều phái, tông phái. Mỗi tông phái đều tu định đều có thể thành tựu, cho nên nói là Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vấn đề là phải biết. Biết điều gì? truyền nhất. Cái vô lượng thọ dạy chúng ta, phát tâm bồ đề, nhất hướng, truyền niệm. Đề xướng phương pháp này. Lão Hòa Thượng Hải hiền cũng thường xuyên nói với người khác, trên đời công việc khó Chỉ sợ tâm không chuyên Chuyên thì có thành tựu Đừng sợ khó, đừng sợ khổ Phải quan hỷ chịu khổ Không sợ gian nan Chuyên Thực tế Là đời này của tôi gia đình nhà chúng tôi đến đời ông nội tôi thì suy sụp rồi cho nên đến đời cha tôi không còn nhà nữa cả đời đều thuê nhà của người khác để ở. Không có tài sản, không có nhà cửa, không có ruộng đất. Cũng không có tiền tài, không có gì cả. Lúc nhỏ khi tôi đi học, học trung học cơ sở, học kỳ 2 của năm đầu, Tiền không đóng nổi học phí Bỏ học rồi Quý vị biết được khó khăn dường nào Đời này của tôi không có trình độ học vấn Cũng không có kinh nghiệm Gặp được Đại sư Dương Gia Tôi tỉnh giáo Đại sư Dương Gia các ngành, các nghề trong xã hội. Con chọn ngành nghề nào thì tương đối thích hợp. Năm đó tôi 26 tuổi. Tôi đang phục vụ trong quân đội. Lão Hòa Thượng nói với tôi, Xuất gia là tốt nhất Học theo Đức Phật Thích Ca Môn Ni Ngài khuyên tôi học theo Đức Phật Thích Ca Môn Ni Cả đời Đức Phật Thích Ca Môn Ni Giảng kinh dạy học Chúng ta đọc truyện ký của Ngài Thích Ca Phụ Thích Ca Phương Chí Năm 19 tuổi Ngài từ bỏ sự kế thừa ngôi vua Từ bỏ đời sống phú quý trong cung đình Ngài đi làm một vị tăng khổ hạnh Đi cầu đạo Tất cả tôn giáo học phái của Ấn Độ Ngài đều đã tham học qua Học hết 12 năm bất luận là tôn giáo hay học thuật người ấn độ cũng chú trọng tu định cho nên sáu loại thần thông có rất nhiều người chân thật tu hành đều có thể đạt được có những thần thông ấy họ ở trong cảnh giới thiền định không có giới hạn về không gian và thời gian. Nên họ có thể thấy được cõi trời. Họ cũng có thể thấy được địa ngục, thấy được ngà quỷ. Lục đạo luân hồi không phải là do Phật nói, mà là do Bà La Môn Giáo nói. Tất cả tôn giáo của Ấn Độ đều có khả năng này. Tiếp xúc với chúng sanh trong lục đạo. Cách nói luân hồi là do Bà La Bùng Giáo nói đầu tiên là thật. Đây là chân tướng sự thật, không phải giả. Luân hồi từ đâu mà có? Làm thế nào có thể thoát khỏi? Họ không có cách. Như vậy, Đức Phật học 12 năm thì từ bỏ rồi. Không thể giải quyết được vấn đề biết được vấn đề rồi nhưng không giải quyết được à, đức phật nhập định, định rất sâu dưới cây bồ đề Để. mãi đến khi đại triệt đại ngộ minh tâm kiên tánh và lúc đó ngài 30 tuổi sau khi khai ngộ ngài bắt đầu dạy học đồ năm vị tỳ kheo ở giường lộc giả giảng a hàm A Hàm là tiểu học của Phật giáo. Là hàng thuận chúng sanh. Không giảng lý luận cao sâu. Giảng nhiều về sự. Về mọi người làm thế nào có thể giữ được thân người. Không đọa ba đường ác. Làm thế nào có thể từ thân người để thăng lên một bậc là sanh thiên. Sanh lên trời dục giới sẽ lên trời sắc giới sẽ lên trời vô sắc giới giảng cho quý vị về điều này ngài giảng a hàm 12 năm rồi nâng cấp giảng kinh phương đẳng a hàm ví như tiểu học phương đẳng ví như trung học ngài giảng phương đẳng 8 năm Sau khi kết thúc chỉ tiếp tục nâng cao Giảng bát nhã Bác nhã bác dưới như đại học Là điều mà Đức Phật Thật sự muốn giảng cho chúng sanh 22 năm 22 năm Ngài giảng điều gì Chúng tôi dùng một câu để nói Thật tướng các Pháp Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Trước đó phải có 20 năm căn bản mới có thể giảng những điều này Mọi người mới nghe hiểu được, mới tin Tám năm cuối cùng, Ngài giảng Pháp qua, Niết Bàn Niết Bàn là di giáo Được nói trong một ngày, một đêm cuối cùng Nói xong thì Đức Phật ra đi rồi Tám năm Pháp qua cũng giống như viện nghiên cứu Hội Tam Quy Nhất Tam chính là A Hàm Phương Đặng Bác Nhã trước đó Đây là Tam Nguyên nhất là giấc Phật Thừa Đó chính là việc nghiên cứu Chúng ta làm thế nào Có thể thật sự đạt được Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Đó là 8 năm sau cùng Vì vậy Đó là giáo dục Mục đích là gì Mục đích là giải quý vị nhận biết được chân tướng của vũ trụ dân sinh quý vị không bị giả tướng này mê hoặc đây đều là giả những gì có tướng đều là hư vọng trong hư vọng này có điều thật quý vị phải quy về điều thật không bị điều vọng quý nhiều quý vị trở về chân đó chính là minh tâm chiến tánh như thế mới tốt nghiệp bình tâm kiên tánh chính là thành phật lấy được học vị cao nhất trong nhà phật cho nên phật đà bồ tát a à la hán là danh xưng của học vị trong giáo dục phật Đà phật đà là học vị cao nhất giống như tiến sĩ hiện nay học vị thứ hai là bồ tát bồ tát giống như thạc sĩ sau cùng, học vị thấp nhất là cử nhân A-la-hán A-la-hán là cử nhân Bồ-tát là thạc sĩ Phật là tiến sĩ Ai cũng có thể lấy được học vị này Cho nên nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật ba mươi hai tướng mà đoạn kinh văn này giảng chính là quả đức tu đến học vị bồ tát tu đến học vị phật thì có lợi ích gì có thể thấy được từ đây thật sự được đại tự tại được đại viên mạng thật sự lìa cứu cánh khổ được cứu cánh vui Chúng ta xem tiếp bên dưới Trong sách hội sớ nói về Túc Mạng Thông Tức là có thể biết được Túc Mạng Và các việc đã làm của mình Trong một đời, hai đời, ba đời Cho đến trăm ngàn vạn đời Cũng có thể biết Túc Mạng Và các việc đã làm Của một chúng sanh trong sáu đường Đây gọi là Túc Mạng Thông hàng dị thừa xa nhất là biết việc trong tám vạn kiếp quá khứ a la hán chỉ biết được năm trăm đời duyên giác cao hơn a la hán trong a la hán có gì chuyên tu thần thông chuyên tu túc mạng thông nhiều nhất thì các ngài cũng chỉ có thể biết được tám dạng kiếp quá khứ những điều bồ tát biết là vô cùng tức là không có giới hạn nguyên văn này nói túc mạng trong vô lượng kiếp cho nên biết đây là thần thông của bồ tát đại thừa Thần thông của Bồ Tát Đại Thừa Có thể biết được vô lượng thời kiếp Biết được toàn bộ Sau cùng Niệm lão tổng kết cho chúng ta Nguyện này gồm hai ý nghĩa Thứ nhất Giống như Sư Trường Hiến ở Nhật Bản đã nói Không biết túc mạng Nên không tin tấn đối với việc thiện Không biết được quá khứ, vị lai Không thể tin tấn đối với việc thiện Không sợ điều ác, không sợ Không có cảm giác sợ hãi Giải đại đối với dạng việc thiện tạo tác các việc ác chứ gì không biết được tốt nghiệp điều này là thật đây là bệnh chung của chúng ta rất nhiều đồng học chúng ta đều có làm sao đây trước tiên phải từ dần địa ngục là khổ Sự giáo dục của thời nay khác với thời xưa Độ tuổi tôi đây Trước chiến tranh thế giới thứ hai Chúng tôi chỉ mười mấy tuổi Chiến tranh Trung Quốc Nhật Bản bùng nổ Biến cố Lưu Câu Kiều Năm đó tôi 11 tuổi Chúng tôi từ nhỏ Đã tiếp nhận nền giáo dục gì? Giáo dục nhân quả Giáo dục của Miếu Thành Hoàng Mẹ đến Miếu Thành Hoàng thắp nhang Dắt theo những người con chúng tôi vào Miếu Thành Hoàng đến xem điện diêm dương thập điện diêm dương lúc đó điện diêm dương đều là tranh địa ngục biến tướng bằng đất sét mẹ sẽ nói cho quý vị biết từng điều từng điều một con nhìn thấy người ấy đang chịu tội đó vì sao họ lại chịu tội đó họ tạo tội nghiệp gì thì trong đầu chúng tôi từ nhỏ đã chứa đựng những điều ấy hiện nay không còn nữa trẻ em hiện nay xem tivi hàng ngày xem vi tính hàng ngày đó của chúng chứa đựng những thứ tạp loạn chướng khí bịt mục xác đạo dâm vọng xem những điều này cho nên chúng ta tiếp nhận nền giáo dục khác nhau hoàn cảnh xã hội khác biệt. Người thời đại đó rất thật thà chất phát. Chúng tôi ở thôn quê, khi các bạn nhỏ ở nông thôn cùng chơi với nhau, có lúc tranh cãi đánh nhau. Hãy có người lớn nhìn thấy chúng tôi, thì điều quản chúng tôi. Người lớn các chúng tôi lại dạy bảo chúng tôi chúng tôi đều ngoan ngoãn nghe lời đây là phong tục đến khi cha mẹ chúng tôi nhìn thấy người đi đường dạy bảo chúng tôi thì đều cảm ơn người đi đường đây là gì đối với thế hệ sau mỗi một người đều có trách nhiệm chúng làm sai việc thì lập tức uốn nắn lại chúng đây là chính xác không thể nói đó là con nhà người ta chúng ta cứ bặt kệ chúng hiện nay không thể quản hiện nay quản thì nãy xin phiền phức không thể quản quý vị làm sao đây Trước đây, thầy dạy trò phạt quỳ. Khi chúng tôi đi học tiểu học, cũng từng bị phạt quỳ. Đánh lòng bàn tay. Bị đánh, bị quỳ. Đó là gì? Nhớ cho kỹ. Để quý vị nhớ kỹ, khi quý vị học môn học đó đã bị đánh, ký ức sẽ đặc biệt sâu sắc đều là phương pháp dạy học tốt hiện nay đều không dùng nữa học sinh hiện nay bị đánh thì nguy lắm thầy cô phải nhanh chóng từ chức trường học không cần nữa Kém xưa quá xa. Hiện nay không dạy điều tốt nữa. Đùa với trẻ nhỏ, trẻ nhỏ thích. Đùa với chúng, sai rồi. Trẻ em thì phải dạy. Vì vậy, phải thường xuyên xem những điều về địa ngục. Xem nhiều rồi thì sợ hãi. nghe đến địa ngục thì nổi da gà địa ngục rất khổ có nên đến đó không không nên như vậy mới dốc sức niệm phật hy vọng vĩnh viễn không bị đọa địa ngục vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi vì vậy những lỗi lầm này đều là do không biết nghiệp đời trước. Là hắn ấy nhớ đến nỗi khổ của Nê Lê. Nê Lê là địa ngục. Nhắc đến địa ngục trên người A-la-hán, đều chảy mồ hôi máu. Vì sao vậy? Vì Ngài biết. Ngài có túc mạng thông. Biết được quá khứ đã từng ở trong địa ngục. Hơn nữa không chỉ một lần Túc mạng thông của A-la-hán Có thể biết được Việc trong tám dạng kiếp Và lúc đó Ngài ở cõi ngạ quỷ Ở cõi súc sanh Ở cõi địa ngục Nhớ lại những ngày tháng đó Thì chảy mồ hôi máu Vì vậy Có gì A-la-hán Nhớ đến mọi sự đau đớn nặng nề ở địa ngục trong đời trước sợ hãi vô cùng chảy mồ hôi máu phước tăng đây là tên của vị đại đức xưa nhìn thấy xương cốt đời trước thì bỗng nhiên khai ngộ trong mặt đơn này nói lại có người không biết đó là mẹ đời trước mà lấy làm vợ người nữ này là mẹ của họ ở đời trước họ không biết họ cứ làm vợ không biết quán gia trái chủ đời trước là ai là con của họ không biết là cha mình trong đời trước mà đem làm thức ăn ngon gà vịt thịt cá mà họ ăn không biết đó là cha của mình trong đời trước đây đều là do không có túc mạng thông đều do mê mờ việc đời quá khứ tham đắm niềm vui hiện nay bỗng nhiên nghe duyên xưa đều sanh tâm nhàm chán. Nếu như họ theo sự biết rồi, thoáng chốc biết được những người này, những người ở trước mắt có quan hệ gì trong quá khứ. Thì sẽ sanh tâm Xa lìa lục đạo luân hồi mới có thể khởi động ý niệm này. Vì vậy, người ở cõi cực lạc cần phải đầy đủ túc mạng trí thông. Ở thế giới cực lạc thì ai cũng biết, ai cũng rõ. Nhìn thấy tường tận thấu suốt những việc trong vô lượng kiếp quá khứ. Quý vị nghĩ xem, họ sẽ thoái tâm sao? Họ sẽ quay trở lại lục đạo Để làm những việc này sao Không làm nữa Nhất tâm, dũng mạnh, tinh tấn Sớm ngày chứng được quả Phật cứu cánh viên mạng Sanh khởi tâm sinh tấn Hiện nay chịu khổ một chút là điều xứng đáng Đời sau tôi không chịu nổi khổ lớn nữa. Là hòa Tường Hải Hiện tức dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi thức dậy thì thấp nhang lại Phật, niệm Phật, kinh hạnh. Đây chính là công phu sáng của Ngài. Rất dứt dạ Một đời hơn 90 năm 92 năm Ngài xuất gia dạ năm 20 tuổi Học Phật 92 năm Ngày nào cũng như thế Vì sao vậy? Vì biết được khổ không phải biết được đời trước khổ mà biết đời này khổ năm 12 tuổi quê nhà ngài đại hàn nông dân không có thu hoạch cha ngài ra ngoài ăn xin bị thổ phỉ đánh chết rồi Chính Ngài cũng từng ăn xin Biết được khổ Ngài niệm di đã Niệm đến sự nhất tâm bất loạn Thần thông ấy liền khôi phục Vào khoảng lúc nào Năm ba mươi mấy tuổi Ngài đã biết được quá khứ Vì vậy Ngài biết được khổ Thật sự khổ Nên dũng mạnh tinh tấn Nên người ở cõi cực lạc cần phải đầy đủ cần phải đầy đủ túc mạng trí thông biết được hành nghiệp đời quá khứ của chúng sanh dựa vào tình hình mà dẫn dắt khuyên bảo dùng làm phương tiện quá độ chúng sanh thứ hai pháp sư tịnh chiếu nói nếu biết được túc mạng thì sẽ không tự cao có thể đoạn trừ tập khí ngạo mạn nhớ nghĩ quá khứ không có các công đức chỉ nương vào hệ nguyện của phật mà được sanh đến cõi này vì sao quý vị để thế giới cực lạc thì có thành tựu thù thắng như vậy chẳng phải do công đức của bản thân quý vị tu tích mà hoàn toàn là nương nhờ 48 nguyện của A Di Đà Phật tiếp dẫn đến thế giới cực lạc. Thêm nữa, sư trường hiến nói. Người giảng sanh cõi ấy trước tiên là biết được túc mạng, rất kính ngưỡng đức của Phật. Cảm ơn đội đức đối với đức Phật, nên người ở cõi cực lạc Giờ giàu đúc mạng trí thông Mà cần thêm kính ngưỡng ân đức của Phật Tri ân báo ân Vì sao người không biết báo ân Vì không biết Sinh để thế giới cực lạc mới biết Đời này của mình có thể thành tựu Hoàn toàn đã được sự giá trị Từ 48 nguyện của A-di-đà Phật có thành quả thù thắng như thế Thì không thể không cảm ơn đội đức Cảm ơn đội đức thì biểu hiện như thế nào Chính là y giáo phụng hành Thật tu, thật làm Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi hết tập 172. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Năm mô A Di Đà Phật.